Rồi, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi có vị khách mời đặc biệt của chúng tôi là anh Huy Đức từ tiểu bang Washington State, thưa quý vị. Ở nơi mà địa đầu giới tuyến đó, có nghĩa là giáp ranh với lại Canada đó, chạy qua Canada có 15 phút rồi anh Huy Đức. Dạ, từ nhà chạy ra biên giới là 15 phút. Rồi cứ hay chạy qua biên giới mua đồ cái xong để khỏi phải tính thuế không? Có chứ, không, nếu mà đi mua đồ ở duty free đó thì mình phải đi qua bên Canada luôn, nhưng mà mình đi ăn điểm sắm hay là đi mua đồ gì thì bên Canada nó rẻ hơn. Thật ra là nhà bên Canada chạy về bên đó cuối tuần xong rồi chơi 2 ngày rồi đi về lại bên Mỹ. Sương ha, bên đó bây giờ đang lạnh lắm, bây giờ anh dòm xuống coi nó có teo tuyết gì không anh, lạnh quá trời mà. Bên này thì lạnh rất là lạnh hơn Cali rất là nhiều. Vừa rồi bị bão tuyết nữa, tuần vừa rồi đó là mình đi Nam Mỹ để trốn tuyết á. Bão tuyết nó đánh vô quá mạnh. Xoay cái này, không xoay cái này. Trời thôi về Cali ở anh ơi, Tết nhất rồi rần. Không về đây mà ở bên kia rồi. Trời ơi, Tiến Dũng ơi, tính quanh Quy Đức mà về Cali thì chắc ở tù sớm chứ đâu có được. Tiến nghe tôi ở chỗ nào xa lắm. Cũng biết vậy mà. Tính nóng nóng để còn được sống lâu. Anh chỉ toàn là nói thật. Tính nóng nóng như lửa đó mà ổng ở Cali thì chắc ổng búa hết người này đến người nọ, mà nhất là búa Ngô Kỷ trước phải không Huy Đức? Ở đó mà gặp Ngô Kỷ nữa là rồi xong game. Về đây ngậm kẹo quá ơi. Sao mua áo cà đỏ sao cho Ngô Kỷ chưa? Ngô Kỷ nói Ngô Kỷ mang thì Ngô Kỷ phải mua chứ, sao mà mình phải bỏ tiền mua á. Ngô Kỷ nói Ngô Kỷ mang áo cộng sản, cờ cộng sản là Ngô Kỷ phải bỏ tiền ra Ngô Kỷ mua rồi đi tới Vinland để mà ăn. Chị lấy vỏ mấy ăn mì quảng. Nhìn cái mặt nạ. Dạ. Ok, thưa quý vị, nói không có dài dòng nữa, thưa quý vị, chúng tôi mời anh Huy Đức lên đây để nói về cái chương trình. Ngày hôm qua chúng tôi nghe được từ phía bên anh Huy Đức là anh Huy Đức đã host một cái chương trình mà trong đó có thị trưởng Trí Charlie Nguyễn của thành phố Westminster đó, thưa quý vị, nơi mà chúng tôi cá nhân năm qua cũng là nghị viên của thành phố Westminster. Thì trong cái chương trình của anh Huy Đức thì anh thị trưởng Trí Charlie Nguyễn có trình bày về một cái project là sắp tới đây ở cái khu thương xá Phước Lộc Thọ, mà chúng tôi nói là cái ở khu vực trái tim của Little Sài Gòn, thưa quý vị, thủ phủ tị nạn của thủ phủ của người Việt tị nạn đó, thì là ở ngay Phước Lộc Thọ sẽ có cái dự cái project, cái dự án đó là xây cái trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa ở song song với lại cái trụ cờ Hoa Kỳ đang có sẵn ở đó, thưa quý vị. Thì là mình phải nói đây là một cái dự án mà chúng ta chờ đợi, cộng đồng Việt Nam của chúng ta chờ đợi hơn 48 năm qua, thưa quý vị. Nếu mà quý vị tính đi thì chỉ còn tới năm sau nữa là chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày mất nước đó, thưa quý vị, ngày mà cộng sản miền Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam. Thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ là đây là một cái sự kiện lịch sử mà cái người có cái công hàng đầu ở trong để làm cho cái sự kiện này nó trở thành hiện thực đó là anh thị trưởng Trí Charlie Nguyễn. Tại vì trong cái thời gian vừa qua anh đã vận động ở phía sau với lại ông Triệu Phát và ban giám đốc của thương xá Phước Lộc Thọ, thưa quý vị. Thương xá Phước Lộc Thọ họ có rất là nhiều người mà hùng chung vui với nhau giống như cổ phần đó, nhưng mà ông Triệu Phát là cái người mà điều hành cái khu thương xá Phước Lộc Thọ, thành ra ông có cái quyền quyết định rất là nhiều ở trong cái quyết định là xây dựng cái trụ cờ này hay không, thưa quý vị. Thì đây là một cái dấu ấn, nó quan phải nói là một cái dấu ấn lịch sử cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở khu vực Little Sài Gòn. Thì anh Huy Đức và anh thị trưởng Trí Charlie Nguyễn đã có một cái
nghĩa cử đẹp đó thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ là anh Huy Đức chứ không phải là phía bên anh Chí Trần Linh Nguyễn, tại vì anh Chí Trần Linh Nguyễn anh chưa có kêu gọi gì cả, nhưng mà ở phía bên anh Huy Đức chúng tôi đã thấy là về phần cá nhân của anh đã kêu gọi các anh em ở trong chat room, những người fans của Huy Đức TV, những người thân hữu của Huy Đức TV, giống như trong đó có Ngọc Hiền TV và thêm nhiều người nữa mà chúng tôi không có nhớ hết chút xíu nữa đây, để cho anh Huy Đức có một cái danh sách mà anh Huy Đức đã viết xuống rồi đó thưa quý vị, để anh sẽ trình bày cho quý vị. Nhưng mà hôm nay thưa quý vị, chúng tôi muốn là mời anh Huy Đức lên để nói về cái sự kiện này. Chúng ta sẽ vận động cái ngân sách để mà support cho cái dự án này như thế nào, và song song đó Nam Quang cũng sẽ trình bày với lại quý vị những gì mà phía bên Nam Quang cũng giống như là phía bên anh Trương Quốc Huy của N10TV từ sáng đến giờ chúng tôi cũng có vận động được một số những mạnh thường quân, và cá nhân chúng tôi cũng giống như là N10TV cũng có ủng hộ cho cái project này thưa quý vị. Xin mời anh Huy Đức trình bày cho quý vị khán giả của chúng ta nghe những cái gì mà mình đang tiến hành thưa anh. Ok rồi, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Cảm ơn Nam Quang với Nguyễn Tiến Dũng đã cho Huy Đức một chút thời giờ vàng ngọc quý báu của diễn đàn để mà mình lên mình trình bày cho nó rõ ràng. Thì cũng giống như Nam Quang nói đó thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tức là chúng ta đã cố gắng hết sức và cuối cùng cái sự cố gắng đó trời ổng thương, cũng giống như là cái công việc nó được suôn sẻ. Và bây giờ đó là ông Triệu Phát, chủ nhân của phần lớn của thương xá Phước Lộc Thọ, đã đồng ý cho chúng ta dựng một cái trụ cờ Việt Nam. Từ vì trước đây mỗi lần mình về Cali đó, khi mà mình đến Phước Lộc Thọ đó, thì mình thấy nó hơi bị thiếu, là bởi vì sao? Bởi vì ở trước trung tâm thương xá Phước Lộc Thọ chỉ có cái trụ cờ có lá cờ Mỹ mà thôi. Thì nhiều khi đó thấy buồn trong lòng, nhưng mà cũng có nói với anh chị em ở Cali, thì anh chị em nói ở Cali nói là giống như Nam Quang nói, Huy Đức ơi đừng có lo, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Và cũng có nói với anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí, anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí cho biết cũng là đang vận động, thì Huy Đức rất là vui. Thì mình nghĩ rằng ở cái thành phố Westminster, nó về trên cái địa bàn thì nó thuộc về tiểu bang California, nhưng mà nói về thành phố Westminster, cái tinh thần đó thì nó thuộc trong trái tim của người Việt Nam lưu vong của chúng ta. Vì vậy cho nên đó là ở thành phố Westminster được mệnh danh là cái thành trì chống cộng, là nơi trung tâm, là nơi cái trái tim của cộng đồng người Việt, không những ở Mỹ mà hầu như trên toàn thế giới. Vì vậy cho nên đó là dựng cái trụ cờ Việt Nam ở tại trung tâm Phước Lộc Thọ nó rất là quan trọng. Và cuối cùng thì anh Charlie cũng cho biết là đã vận động xong, và những cái contract để mà ký với anh, với ông chủ Triệu Phát cũng đã xong. Bây giờ đó là sau cái Tết thì chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái trụ cờ. Thì anh em cũng biết là ở tại California vào ngày mùng 10 tháng 2 ở tại Westminster, chúng ta có một cái buổi parade, một cái buổi diễn hành Tết ở đó. Phải nói rất là sôi tụ. Năm nay đó nó nhiều hơn mọi năm, tức là nghe nói 85-86 unit đã ghi danh, đơn vị họ đã ghi danh để diễn hành. Thì ở trong đó đó là có cái nhóm của anh em Huy Đức ở về tất cả mọi nơi. Ở bên châu Âu qua được 4 quốc gia, tức là 4 người đại diện ở 4 quốc gia bên châu Âu cũng có tới tham dự. Và anh chị em ở những cái tiểu bang giống như là New York hoặc là Texas hoặc là Michigan v.v. cũng có về tham dự. Thì cái phái đoàn đó là sẽ đi diễn hành ở trong cái paradise này và parade này. Vì nó cũng cố gắng kêu gọi làm sao đó là mỗi năm như vậy, giống như hồi nãy mà nghe Nguyễn Tiến Dũng nói đó, là trời ơi, cái nhà hàng tôi tự nhiên cái ông là đầu bếp cũng ra đó xin về Việt Nam ăn Tết, hay là quay trịch, quay trò gì cũng tự nhiên về. Bây giờ thiếu người thì làm sao, mà tại sao phải về Việt Nam ăn Tết? Ở đây chúng ta Tết chúng ta có đầy đủ hết, thậm chí chúng ta có hơn những cái Việt Nam không có, ví dụ như đốt pháo. Về Việt Nam quý vị đâu được, đâu có đốt pháo đâu. Và những cái thực phẩm ăn thì ở đây cũng có đầy đủ hết, nhưng mà khi mà về Việt Nam đó thì cái percent mà nó bị tai nạn xe cộ hoặc là nhiễm độc thực phẩm vân vân nó nhiều hơn là về Cali. Vì vậy cho nên Huy Đức mới vận động làm sao để cho mọi người chúng ta cùng về Cali để mà ăn Tết. Thì năm nay đó là nghe nói theo như ban tổ chức, anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Amy Phan Quét cho biết đó là cái số mà unit để đi diễn hành rất là đông và rất là vui.
Thì khi khi mà về diễn hành Tết xong xuôi đâu đó rồi đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái tin vui nữa. Anh chị em cũng biết vừa qua đó là ở Westminster, giống như là nghị viên Nam Quang, Amy Phan West, hoặc là Charlie Nguyễn Minh Trí, hoặc là những vị đó đã gửi ra cho chúng ta rất là nhiều cái tin vui, rất là nhiều tin phấn khởi, vinh vui. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta vừa khánh thành ba cái tên đường, vừa ba cái tên đường xong. Và trong tương lai chắc Nam Quang cũng sẽ gửi cho chúng ta nhiều tin vui nữa. Và anh Charlie Nguyễn Minh Trí đó là cũng cho biết là chúng ta sẽ có cái trụ cờ, cái đó là cái đặc biệt nhất. Và cô Amy Phan West cũng cho biết là chúng ta đã có được treo cờ ở ngay cái trụ cờ của City Hall, thành phố Westminster, là được 7 ngày trong đó. Thì anh chị em nào mà về Cali hoặc là ở Cali dự Tết đó, buổi sáng ngày mùng 9 tức là 30 Tết phải không ạ? Thì Huy Đức có nhà ý là sẽ đi thăm những văn phòng của những nghị viên, của thị trưởng, phó thị trưởng, và được cái sự của hướng dẫn của nghị viên Nam Quang và nghị viên Amy Phan West, thì cái phái đoàn sẽ tới City Hall vào lúc 10 giờ và chúng ta sẽ đi thăm những cái vị mà dân cử, những cái vị nghị viên hoặc là well mà chúng ta trông chờ, và họ đã làm việc được rất là good cho chúng ta. Vì vậy cho nên nếu mà anh chị em nào mà muốn đi tham gia trong cái phái đoàn buổi sáng ngày 30 Tết vào lúc 10 giờ sáng, thì xin liên lạc với Huy Đức ở số phone 360-201-8497, cái số phone của Huy Đức là 360-201-8497, để mà mình cùng nhau mình đi thăm những cái chỗ đó và có một cái buổi lễ chào cờ nhỏ nhỏ ở trước cái của cái nhóm Huy Đức thôi. Cái nhóm giờ là mình tới đó là mình chào cờ xong là mình làm lễ mặc niệm và sẽ live stream cho mọi người trên toàn thế giới thấy. Sau khi được những hướng dẫn viên đi dẫn đi thăm ở trong cái City Hall xong, thì chúng ta sẽ qua thăm ở bên cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tượng đài 74 chiến sĩ Hoàng Sa, hoặc là ngũ tướng của Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái khu mà Freedom Park đó. Chúng ta đi bên đó để làm một cái buổi lễ tưởng niệm dân hoa dân hương trong cái ngày Tết cuối năm ở đó luôn. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thì đó là những cái chương trình sơ sơ Huy Đức xin được thông báo như vậy để cho quý vị biết. Đồng thời vào sáng ngày mùng 7 thì khi mà thượng kỳ đó, thì sẽ có một cái buổi lễ chào cờ ở trong cái trụ cờ Huy Đức mới nhận được của cô Amy Phan West gửi cho Huy Đức cái thông báo, đã gửi ra là nhờ Huy Đức thông báo luôn. Thì sẵn ở đây trên diễn đàn thì thông báo là sáng ngày mùng 7 đó, thì khi mà kéo cờ lên cái trụ cờ mà 7 ngày Tết ở City Hall đó, thì có một buổi lễ chào cờ đó. Quý bà quý anh chị em nào mà ở California hoặc là về sớm đó, có thể ra đó để mà tham dự cái buổi lễ thường kỳ đầu tiên khi mà lá cờ lên. Rồi bây giờ qua cái vấn đề mà trong cái trụ cờ đó, thưa quý vị, thưa quý anh em, ông Triệu Phát đó ổng cho chúng ta, tức là ổng cho chúng ta một cái miếng đất nhỏ nhỏ đủ để dựng một cái cột cờ lên, và cái cột cờ đó nó sẽ tương đương, tức là nó bằng với cái cột cờ Mỹ trước đây chúng ta có. Cái lá cờ nó cũng bằng giống y như là bây giờ, hồi trước nó chỉ có một trụ thôi, bây giờ nó hai trụ, nó hai bên, và cho nên nó rất là đẹp ở cái khu phương xá Phước Lộc Thọ. Và mọi người về Cali, ở xa về Cali hay dân ở đó sẽ thấy cái lá cờ Việt Nam tung bay ở trước khu thương xá này. Nhưng mà ông ta cho như vậy không có nghĩa là ông ta cho hoàn toàn hết tất cả. Chúng ta phải chịu những cái phí tổn, chúng ta phải chịu cái tiền để mà mướn những cái contraction, mướn những cái công ty mà họ chuyên là dựng những cái trụ cờ hay như thế này thế kia. Thì anh Charlie Nguyễn Minh Trí cho biết là khi mà họ estimate tất cả toàn bộ xong đó là cái giá tiền là 18.500. Thưa quý vị, tôi quan tâm là 18.500. Trước đây Huy Đức có phỏng vấn anh Charlie một vài lần, có nói chuyện về vấn đề này, thì Huy Đức có nói với anh Charlie đó là nếu khi nào mà hoàn tất hết tất cả mọi thủ tục giấy tờ thì anh cho Huy Đức biết để Huy Đức có thể vận động với cái gì. Chứ với 18.500 Huy Đức nghĩ anh em YouTuber sẽ gồng gánh được thôi, chứ không có đến nộp cái gì đâu. Và hôm
qua hôm kia đó thì anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí có gọi cho Huy Đức và nói anh Huy Đức ơi bây giờ đó đã xong hết rồi. Rồi bây giờ đó là báo cho anh biết là giấy tờ đã xong và contract đã ký xong hết. Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, sau liền ngay cái ngày hôm đó luôn, ngay cái lúc phỏng vấn luôn, thì Huy Đức cũng trình bày là thứ nhất là cái tiền chúng ta phải trả cho cái công ty mà họ làm cái đó, chứ khu thương xá Phước Lộc họ không trả nha. Tàu dựng cờ trụ, đem trụ cờ tới là hoàn tất hết là 18.500. Thì sau khi mà tôi với anh Charlie Nguyễn Mạnh Trí livestream hai anh em nói chuyện với nhau đó, thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tất cả cái số tiền bây giờ mà chúng ta đã, những cái người mà họ hứa nha, cái đây là cái số tiền có số đã nhận rồi và có số chưa nhận, thì mình xin đọc hết toàn bộ. Tiền donation cho quỹ xây cột cờ ở trung tâm thương xá Phước Lộc Thọ, ông chủ nhân Phước Lộc Thọ Triệu Phát ủng hộ 2.000 đô la. Và người ta rất là tốt quý vị, người ta rất là tốt. Tôi không biết sao mà Ngô Kỷ lại tấn công, lại chửi bới là như thế này thế khác, nhưng mà ông rất là tốt, ông cho chúng ta miếng đất rồi mà ông còn ủng hộ tiền là 2.000 đô la. Bên phía vợ chồng của cô Ngọc Hiền TV, chắc anh chị em cũng biết Ngọc Hiền TV, ủng hộ 2.500 đô la. Rồi, cảm ơn Ngọc Hiền, cảm ơn vợ chồng Ngọc Hiền. Gì năm bạn? Cảm ơn vợ chồng Ngọc Hiền đã ủng hộ 2.000. $2,500 $2,500 Chát tờ của diễn đàn Ngọc Hiền ủng hộ thêm 1.000 nữa, tức là tổng cộng được 5.500 bên phía là diễn đàn của Ngọc Hiền với là ông chủ nhân Phước Lộc Thọ. Còn bên phía của Huy Đức đó là Huy Đức và Thiên Hương, tức là Huy Đức và bạn xóm ủng hộ $1,000. Ba của anh Chris Fang, anh Charlie cho biết là ba của anh Chris Fang ủng hộ $1,000. Chị Tuyết Phan ở bên Đức, khi mà ở trong diễn đàn nghe đó là chị ủng hộ 500. Anh chị Thọ Huyền 100, anh chị Hương Trần 100. Có những người đã gieo cho Huy Đức rồi, còn có những người đó thì họ sẽ gửi check trực tiếp. Và chút nữa cái địa chỉ và cái tên check Huy Đức sẽ đọc cho quý vị. Nếu mà anh chị em nào trong diễn đàn của Tiến Dũng và Nam Quang ủng hộ thì sẽ biết gửi tiền về đâu. Anh Dũng Huỳnh ở tiểu bang New York ủng hộ 100. Anh Đức Nguyễn ở bên Melbourne, bên châu Úc ủng hộ 100. Anh chị Hoàng Nguyễn ủng hộ 100. Anh chị Thảo Dương ủng hộ 100. Anh TD ở bên Canada, chắc TD cũng Tiến Dũng quá mà bên Canada Tiến Dũng này ta, ủng hộ 100. Anh Sang Phạm ủng hộ 100. Chị Ái Lệ ủng hộ 100. Anh Ô Đồng Nai ở Florida ủng hộ 100. Và anh chị Hát Nguyễn ủng hộ 200. Anh chị Quý Cô ủng hộ 100, đã gieo cho Quý Đức rồi. Cô Joanne ở Sacramento ủng hộ 500. Anh Tony Dương ủng hộ 100, đã gieo Huy rồi, Huy Đức nhận được rồi. Anh Ted đi đoàn ủng hộ 100. Anh Kenny Tiếu, sorry mẹ cứu con. Bless you. Đi ở ngoài về lạnh là nó mẹ. Anh Kenny Tiếu ủng hộ 100. Anh chị Joe Lưu ủng hộ 100. Anh chị Nick Trần ở Houston, Texas ủng hộ 100, đã gieo rồi, Huy Đức nhận được rồi. Chị Đẹp USA ủng hộ 100, đã gieo rồi, Huy Đức nhận rồi. Chị UC ủng hộ 300, đã gieo rồi, Huy Đức nhận rồi. Anh chị Xuân Hình ở Houston, Texas ủng hộ 200, nhờ Huy Đức ứng tiền trước, khi về Cali sẽ ứng lại trả. Anh Uy Nguyễn ở Boston ủng hộ 100. Anh Duy Hồng ở California, anh Duy Hồng là cái người mà cũng giống ở trong cái bữa tổ chức mà cái kỷ tiệc cho Tết đó, ủng hộ 1.000. Xin lỗi, anh Duy Hồng ở California ủng hộ 1.000. Anh Kevin Nguyễn ủng hộ 100. Anna Nguyễn ủng hộ 100. Chị Ngọc Hồ ủng hộ 300. Anh Thu Nguyễn ở Seattle ủng hộ 200. Và Stephen Lưu ủng hộ 100. Tổng số tiền mà hiện nay trên con số, tại vì có những cái người họ đã gieo cho Huy Đức rồi, cái người nào mà Huy Đức đã gieo rồi, tức là số tiền đã nhận được. Còn những cái người mà hứa trên ủng hộ thì họ sẽ gửi check về trực tiếp về ở bên Cali, bởi vì những người đó không biết gieo. Vì vậy cho nên đó là qua hai cái diễn đàn, bên cái diễn đàn cũng giống như những mạnh thường quân ở ngoài, bên phía của cô Ngọc Hiền đó là 4.500 3.500
là của diễn đàn của cô Ngọc Hiền, ông Triệu Phát 200, tức là 5.500. Bên diễn đàn của Huy Đức và anh Charlie Nguyễn Minh Trí cùng làm đó là được 7.100. Tổng cộng là chúng ta có cái con số là 12.500. Cái trụ cờ đó là tiền cho tổng trụ cờ là 18.500 và chúng ta đã gây quỹ được 12.600. Và bây giờ cái tiền còn lại chúng ta phải cần gây quỹ, chúng ta phải cần vận động để đủ để làm cái trụ cờ sau Tết, là cái con số chúng ta cần phải đi đó là 5.900 nữa. Tuy nhiên đó là cái tiền trụ cờ thôi anh Nam Quang. Anh chưa có nói tới là cái tiền mà để mà mình mua cái cờ, cái lá cờ đó. Tại vì cái lá cờ mà mình treo 24/24 đó, nó cái độ chịu đựng nó khoảng chừng 3 tháng tới 4 tháng là nó rách từ bừa, là mình phải thay cái lá cờ mới liền. Chúng ta at least nó cần là phải mua cái lá cờ 10 hay là 15 cái lá cờ để sẵn, hãy có nó bị rách hay bị gì đó là chúng ta cần có là thay liền. Cái thứ hai đó là khi mà xong đó là chúng ta, theo như Charlie Nguyễn Minh Trí cho biết là chúng ta sẽ làm một cái buổi khánh thành, thì phải mời mọi người tới, và cái buổi khánh thành đó là Huy Đức và bạn xóm sẽ bay xuống California để tham dự khánh thành. Rồi chắc chắn nha Huy Đức nha, bữa đó sẽ gặp anh ở đó, Nam Quang nghĩ là sẽ rất là đông. Và Huy Đức sẽ bay xuống, là chắc chắn là phải là như vậy, chứ công lao mình trông chờ bao nhiêu năm nay mà bây giờ đã đạt được rồi thì nó rất là vui. Ông là bay xuống đây thì sẽ có một cái buổi tiệc, thì trong đó phải có ăn nhẹ hoặc có nước đồ này nọ, cũng chi phí là 1.000-2.000, chứ không có ít đó. Tại vì cái số người tới đó thì có thể lúc đó người tới đông, thì cái tiền đó là chúng ta tính sau đi, cái tiền mà làm khánh thành lên tiền lá cờ đó thì chúng ta tính sau. Bây giờ đó là chúng ta làm sao để mà chúng ta vận động đủ thêm khoảng chừng $6,000 nữa, và mong rằng tất cả những anh chị em nào mà đã hứa gửi tiền đó thì nên gửi tiền, chứ đừng có mà vui vui cái hứa xong rồi Quy Đức đọc cái tên, đọc cái số tiền xong rồi cuối cùng không có đủ cái rồi nói ông Quy Đức ông ăn nữa là tội nghiệp em lắm. $1,000 chứ em không có ăn đâu. Dạ yeah, đúng rồi anh Quy Đức. nó bị cái trường hợp đó rồi đó Nam Quang. Hồi xưa anh làm cái mùa xuân chiến sĩ cho thương vé binh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì những cái ca sĩ anh mời tới thì họ hát ở trên cái diễn đàn đó, rồi những cái người mà họ yêu thích ca sĩ đó, họ yêu thích bài hát đó, họ biết họ đấu giá cái bài hát đó, thì tổng số tiền rồi xong đó là những cái người đó mình gửi hồ sơ tới cho họ, rồi họ tự động lấy tiền của họ biết được họ đấu giá đó, họ đem cái hồ sơ đó họ tự động gửi. Trong một đêm làm từ 7 giờ tối tới đâu khoảng chừng gần 5 giờ sáng, chưa tới 12 tiếng đồng hồ, cái tổng số tiền thu trên con số là $18,500. Mà mình đâu có cầm tiền đâu, mình chỉ gửi hồ sơ cho anh ta thôi, nhưng mà anh cũng bị mang tiếng, cũng bị đánh phá là cái thằng đó là ăn tiền của thương phế binh, ăn tiền của què quạt như thế này thế kia. Thì mình hiểu được cái đó rồi, cho nên bây giờ mình nói trước luôn là nếu anh em mà đã hứa, anh em đã nhận lời ủng hộ, xin làm ơn, vui lòng làm ơn gửi tiền dùm. Những người nào không biết mail, không biết gieo, thì có thể gieo cho Quy Đức và Quy Đức sẽ chuyển ký một cái check khác. Quy Đức đi Cali, Quy Đức ký cái check để gửi cho quý vị. Nhưng mà quý vị biết là Quy Đức vẫn phải chịu cái tiền khai thuế. Tức là khi mà năm nay đó, trong cái phần khai thuế đó, mà cả những cái đó là chính phủ họ điều tính income hết. Joe Biden điều tính income bắt đầu từ 600 trở đi là mình phải đóng thuế, đó là cái income của mình. Thì thôi cái phần tiền thuế mà phải đóng cho những cái tiền này đó thì Huy Đức bỏ ra không sao hết, no problem. Nhưng mà khi mà cái con số mình đọc giống như vậy mà quý vị không gửi đi đó thì ban tổ chức họ thiếu tiền, tội nghiệp cho họ là thôi. Thì bây giờ đó là không biết là hôm nay đó là thấy có Nam Quang với Trương Quốc Huy cũng vận động, cũng nói về cái trụ cờ Phước Lộc Thọ đó, thì có tin vui gì không em? Có tin vui anh, hiện giờ cái tin vui mà Nam Quang thấy ở trước mặt của Nam Quang là Ngọc Hiền TV, nó là charter của Hiền cũng có gửi thêm nữa. Thì như vậy là chắc có thể là theo như Ngọc Hiền thông báo ở đây thì có thể là ngoài cái 2.500 của hai vợ chồng Ngọc Hiền rồi thêm 1.000 của charter, chắc có thể là thêm nữa, thì cái này cũng là tin vui. Và Ngọc Hiền cũng nói là Hiền cũng sẽ bay xuống để mà tham gia cho vào cái ngày khai trương cái trụ cờ đó nữa. Rất là cảm ơn Ngọc Hiền đã rất là song sáo ở trong mọi công việc mà giữ gìn cái lá cờ của chúng ta, cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, và giữ gìn cái thành trì chống cộng ở miền Nam Cali với lại các dân cử giống như là tụi anh và
anh Huy Đức, rất là cảm ơn hai anh em đã không có ngừng support cho các vị dân cư ở dưới miền Nam Cali này. Thì cảm ơn Hiền nha. Thì thưa anh, quay trở lại với lại cái chương trình của chúng ta, thì hồi sáng nay khi mà Nam Quang, buổi sáng Nam Quang có nghe cái chương trình của anh xong rồi, xong rồi Nam Quang trên đường mà chạy qua phía bên nhà của chú Huy đó, tại vì Nam Quang hay đi qua bên thăm mẹ của chú Huy. Cô dễ thương lắm, mà nhất là cô có một cái máy pha cà phê mà rất là ngon, mà Nam Quang nói là đi đâu uống cà phê thì cũng không có bằng ở nhà của chú Quốc Huy. Thành ra mình chạy tới đó một là lâu lâu đó, khoảng chừng một tuần hay là hai tuần một lần chạy tới thăm cô, rồi xong sẵn đó là uống cà phê luôn. Thì khi mà nghe cái show của anh với lại anh anh thị trưởng Chí Charlie Nguyễn thì mình thấy trời ơi, mình thấy vui quá, mình hào hứng quá. Thành ra mình chạy qua bên Huy và mình nói: Huy, hai anh em mình phải làm gì chứ? Anh Huy Đức với lại anh Chí Charlie Nguyễn là trong vòng một đêm thôi đã huy động được 12.600 rồi. Giờ chẳng lẽ hai anh em mình không làm gì được? Thì mình phải, trong cái sự kiện mà rất là ý nghĩa này, mình phải góp một phần. Nếu như mình không góp được nhiều thì mình phải góp một cái phần nhỏ. Thì thế là hai anh em nói là ok, tại sao mình không vác máy ra ngay trước Phước Lộc Thọ để mình làm một cái livestream để mình kêu gọi mỗi người đóng góp một tay. Cái phần nó là như thế này nè anh Huy Đức, cái phần nó như thế này. Anh thấy là chỉ trong vòng một ngày thôi thì phía bên anh Huy Đức, phía bên anh Chí Charlie Nguyễn cũng giống như là được sự giúp sức của Ngọc Huyền TV và những người mà ủng hộ cho cái dự án ý nghĩa này đó, là mình đã góp được 12.600 rồi, mình chỉ còn 600 nữa là khoảng chừng 5-600 nữa là 5.900 đúng không? Chỉ còn 5.900 nữa. Ok, thì làm tròn lên 6.000 đi, mình còn 6.000 nữa là mình có thể mình xây, mình đủ tiền để mình xây cái trụ cờ này. Thì phải nói là cái khoản tiền mà 16.000 hay là 18.000 đó anh Huy Đức, là cộng đồng của mình là chỉ cần búng tay một cái là nó ra thôi. Nhưng mà và cũng có nhiều mạnh thường quân họ sẵn sàng họ bỏ ra một cái khoản tiền mười mấy ngàn, 20 ngàn. Tại vì cái này không phải là cái chuyện là chưa xảy ra trong những cái việc mà mình xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị. Thì có rất là nhiều mạnh thường quân là bỏ ra 20 ngàn, 30 ngàn và ngay cả là 50 ngàn luôn để mà chỉ là ủng hộ một lần một đó. Thành ra cái lá cờ này, những cái vị đó họ sẵn sàng là họ bỏ tiền ra. Nhưng mà cái quan trọng đó, vấn đề chỗ này là anh Huy Đức, không biết là anh cùng cái suy nghĩ với Nam Quang hay không, và quý vị khán giả có cùng với suy nghĩ năm qua hay không, là ban tổ chức, thưa quý vị, muốn là chúng ta, những con em Việt Nam Cộng Hòa, những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và cũng giống như là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, những người đã là mang cái dòng máu Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị, có chúng ta có một cái phần nhỏ đóng góp vô cái dự án ý nghĩa này. Quý vị có thể đóng 5 đô, 10 đô, 20 đô, 100 đô hay là vài ngàn đô, tùy quý vị, nhưng mà chúng ta mỗi người góp một tay. Ở trên Hoa Kỳ này chúng tôi nghĩ là có khoảng chừng trên 2 triệu người Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Tại sao chúng ta không có mỗi người đóng góp một chút xíu vô cho cái dự án ý nghĩa này để mà chúng ta để cho nó thành hiện thực rất là nhanh. Nhưng mà cũng xin thưa với quý vị là trong với lại anh Huy Đức luôn nha, hồi trưa nay khi mà Nam Quang và anh Chư Quốc Huy làm một cái livestream, trong đó có sự rất là tình cờ chúng tôi gọi được, chúng tôi mời được thị trưởng Chí Charlie Nguyễn ra góp mặt trong chương trình, và cũng có luật sư Nguyễn Quốc Lân là cái người mà coi như là soạn thảo ra cái hợp đồng, cái MOU đó giữa phía bên anh Chí Charlie Nguyễn và Thương Sao Phước Lộc Thọ. Thì hai vị này đã trình bày nhiều cái chi tiết mà chúng ta chưa được biết. Thì vào cái và họ cũng bày tỏ cái suy nghĩ là nên để cho tất cả người dân đồng hương của chúng ta, mỗi người có một cái cơ hội để đóng góp vào trong cái project rất là ý nghĩa này. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà Nam Quang mời anh Huy Đức lên đây để mình trình bày cho bà con đồng hương của mình về cái sự kiện này. Và Nam Quang muốn là mỗi người góp một tay vô cái sự kiện này để mà nó thành ra một cái project chung của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản, người Việt Nam quốc gia ở trên toàn thế giới và cũng là trên toàn Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trở lại với Huy Đức. Dạ, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Khi mà phỏng vấn Charlie Nguyễn Minh Chí đó, thì
có người đặt cái câu hỏi đó là tại sao không có lấy tiền của thành phố, thì anh Charlie Nguyễn Minh Chí cho biết rất là rõ ràng trong cái vấn đề cái trụ cờ ở trung tâm khu thương xá Phước Lộc Thọ đó, thì cái project này là của tư nhân, giống như là của anh Charlie Nguyễn Minh Chí là một cái người cư dân thành phố Westminster để deal với ông Triệu Phát. Rồi đó là nhờ anh luật sư Nguyễn Quốc Lân đó là làm một cái contract mà anh Charlie Nguyễn Minh Chí là người đã ký vào những cái văn kiện ở trong cái trụ cờ đó, chứ không phải cái project này không phải là một cái project của thành phố Westminster, và mình cũng không có lạm dụng nhiều. Tuy rằng ở thành phố Westminster đó thì cái số người Việt mình có thể lên tới 49-50% ở trong đó, tuy nhiên nó còn nhiều cái cộng đồng khác nữa đó, nó còn nhiều cái sắc dân khác nữa mà cái gì cũng của Việt Nam, đôi khi mình làm nó quá. Vì vậy cho nên đây là một cái project nó không thuộc về của thành phố Westminster. Vì vậy cho nên nó thuộc về của ai? Nó cũng không thuộc về của anh Charlie Nguyễn Minh Chí nữa. Tại vì anh Charlie Nguyễn Minh Chí là cái cá nhân của anh để mà lo giấy tờ để vận động này thôi. Nhưng mà nó là thuộc về của cộng đồng người Việt chúng ta. Vì vậy cho nên nếu mà nó đã là của cộng đồng người Việt đó thì Đức nghĩ là giống như Đăng Quang nói rất là đúng, tức là mỗi người phụ một tay. Tại vì có đôi khi những cái đóng góp giống như vậy đó là một cái niềm proud, một cái tự hào. Ví dụ như anh đi về Cali đi, khi mà tới đi chợ Phước Lộc Thọ, đi vô trong cái bản mặt kinh trụ cờ đó, mình chào cái mình nói ồ tôi cũng có đóng góp trong cái trụ cờ này vậy nha. Ở trong cái lòng mình thấy nó khác liền, trong cái lòng mình nó có cái tự hào liền ở trong đó. Vì vậy cho nên cái cơ hội mà vận động đó thì cũng có thể có nhiều mạnh thường quân người ta dám bỏ ra 20.000, 30.000 họ làm nhiều cái rất là lớn. Có thể Huy Đức sẽ đi xin những mạnh thường quân, gọi là gạo cổ những mạnh thường quân đó, mình có thể ngỏ lời mình năn nỉ thì họ cho liền. Tại vì làm cột cờ đó là một cái điều là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà Huy Đức nghĩ chứ tại như vậy thì tại sao không mình kêu, không có kêu gọi anh em charter, anh em charter đó một người 5 đồng 20 mà Nam Quang thấy là hồi nãy giờ trong cái list mà Huy Đức đọc đó, trong cái list Huy Đức đọc đó là 100 100 100 100 100 không, chứ không có ai cho 50 hết á. Và mình thấy được cái điều đó, mà có người nói một câu đó là nói chứ trời ơi em chờ cái này lâu lắm rồi anh Huy Đức ơi, khi mà thấy anh với Charlie Nguyễn Minh Chí, anh Charlie Nguyễn Minh Chí lên mà nói là rồi cái trụ cờ chúng ta được rồi là em mừng. Bà xã em ba nói chứ là anh đóng góp đi, anh đóng góp đi, em ủng hộ liền, em ủng hộ 200 liền đó. Những cái tâm sự, những cái chia sẻ như vậy để cho chúng ta biết là một cái project giống như vậy, một cái trụ cờ giống như vậy, nó thuộc về tất cả cái cộng đồng người Việt chúng ta. Vì vậy cho nên đó là không, mình không muốn để cho một mạnh thường quân nào hay là một cái cơ sở thương mại nào mà họ gom hết. Tại vì trong tương lai chúng ta còn nhiều cái project nữa để làm, chúng ta còn nhiều cái nữa để làm. Vậy đó cho nên đó là kêu gọi mọi diễn đàn bây giờ là quý ông bà, quý anh chị em ở charter của là giống như là N10 TV nè, Trương Quốc Huy nè, của Nam Quang nè, Nguyễn Tiến Dũng nè, Phiêu Đồng nè, Ngọc Hiền TV nè, Huy Đức nè, với cái số lượng mà charter, với cái số lượng của những anh em YouTuber giống như vậy kêu gọi, thì Huy Đức nghĩ là đủ, chúng ta đủ khả năng và đủ cái số tiền. Yeah. Thì bây giờ đó là anh vừa mới xem cho Nam Quang đó, nếu mà quý vị nào đó mà muốn đóng góp đó, xin viết cái check, xin viết cái check là về cho là cái hội cao niên. Chúng anh Charlie Nguyễn Minh chỉ cho biết là chúng ta viết tiếng Việt cũng có thể cắt được. Mới lần đầu thì anh nói tiếng Việt, anh nói là viết cho hội cao niên Á Mỹ, thì đêm đó anh gọi cho Quý Đức nói Quý Đức ơi không được, phải viết tiếng Anh, phải đính chính lại. Thì sáng ngày hôm sau thì anh nói không, bây giờ deal được rồi, tức là bây giờ chúng ta viết tiếng Anh cũng khác được, mà viết tiếng Mỹ thì cũng khác được. Cái tiếng Anh đó là The Asian American Senior Citizen Association, đó là chúng ta viết. Nhưng mà có đa số đó cái câu đó dài quá, họ không có biết viết, thì chúng ta có thể viết bằng tiếng Việt, tức là trong cái phần mà pay for đó, trả cho đó, thì quý vị có thể đề chữ Hội Cao Niên Á Mỹ, rồi cái địa chỉ nó là 220 Hospital Circle, và thành phố Westminster, California 92683, thì chúng ta gửi cái check mình về cho cái địa chỉ đó. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi Lâm Quang còn có câu hỏi gì không cô? Ok, trước khi mà đi tới phần câu hỏi thưa anh, thì Nam Quang cũng muốn thông báo những cái tin vui là thưa anh. Thế bây giờ ở phía bên mình
Phía bên bây giờ nói là phía bên anh Charlie Mạnh Chí, bên anh và Ngọc Hiền TV đã quyên góp được là 12.600. Mình còn là khoảng chừng 5.900 đúng không? Cho làm tròn lên 6.000. Mình được thì... 12.500 em. À 12.500. Rồi. Thì bây giờ nó như thế này thưa anh, là sáng nay thì Nam Quang với lại anh Chiêu Quốc Huy cũng đã có vận động vòng vòng các mạnh thường quân của chúng ta, thì chúng ta có được Nam Quang nghĩ là đã dư rồi thưa anh, đã dư rồi. Nhưng mà cũng giống như là anh với lại Nam Quang nói đó, là mình cần phải có một cái khoản dư nó hơi nhiều chút xíu để mình có cái ngân sách, ngân khoản để mà mình tổ chức những cái sự kiện vào cái ngày hôm đó thưa anh. Thì để cho nó rầm rộ chút xíu. Thì cũng thông báo ở đây là có Nam Quang nhận được cái sự ủng hộ. Hiện giờ là một cái lời hứa thôi nha, nhưng mà đây là những cái người mà có uy tín, thành ra mình có thể là mình tin là họ sẽ ủng hộ cho mình. Thì nhưng mà vẫn phải nói rất là rõ ràng cho quý vị đồng hương của chúng ta và những người nghe đài là chúng tôi hiện giờ chưa có nhận được cái khoản tiền này, nhưng mà đây là những cái lời hứa từ những người rất là có uy tín, và họ chưa bao giờ họ hứa mà họ thất hứa cả. Thì đó là chúng tôi nhận được 1.000 từ luật sư Đàm Đắc Vinh ở San Jose, và chúng tôi nhận được thêm một chúng tôi nhận được 1.000 từ lời hứa là ủng hộ 1.000 từ luật sư Nguyễn Quốc Lân, là văn phòng luật sư Nguyễn Quốc Lân thưa anh, là chỉ có nghĩa là chúng ta có 2.000. Chúng ta nhận được 3.000. Chúng ta nhận được cái lời hứa là sẽ có 3.000 từ Thiên Long Sơn của anh Ngô Tấn Kiệt. Thì sơ sơ là chúng ta có 5.000 rồi đúng không? Dạ có 5.000 rồi. Rồi, thưa quý vị, đó là... Và chúng ta nhận được ở từ quận Cam của chúng ta, ngay thành phố Westminster của anh Ngô Đình Lượng, 1.000 nữa thưa quý vị. Anh Ngô Đình Lượng đã hứa với chúng ta là 1.000. Thì anh Ngô Đình Lượng của công ty Cinderella Funeral Home Services thưa quý vị, là một cái công ty về về những cái dịch vụ về mà mai táng, và anh Ngô Đình Lượng cũng là một cái người rất là có tâm với cộng đồng của chúng ta thưa quý vị. Thì vậy là chúng ta có bao nhiêu rồi anh Huy Đức? 5.000 một anh Ngô Đình Lượng bao nhiêu? Anh Ngô Đình Lượng là 1.000 mà, ủa sao bây giờ không thấy cái mặt mũi của anh Huy Đức đâu ha? Đây đây đây, chờ chút xíu. Rồi rồi rồi, thấy mặt mũi của anh Huy Đức rồi. Rồi thưa quý vị, thì sơ sơ là chúng ta có 5 hay 6.000 rồi phải không anh? Gì mà 56.000 vậy? 5 hay là 6.000? 6.000 rồi phải không? 3.000 từ Ngô Tấn Kiệt. Mới có 5.000 à. Khoan, 3.000 từ Ngô Tấn Kiệt. 3.000 từ anh Ngô Tấn Kiệt rồi. 1.000 từ luật sư Nguyễn Quốc Lân. 1.000 của Nguyễn Quốc Lân rồi. 1.000 từ anh Ngô Đình Lượng. 1.000 từ anh Ngô Đình Lượng rồi. Và thêm 1.000 nữa là luật sư Đàm Đắc Vinh. 1.000 Đàm Đắc Vinh, vậy là chúng ta có 6.000 rồi. Rồi, coi như là chúng ta đã đủ rồi đúng không anh? Không, còn thiếu 1.000 Nam Quang, còn thiếu 1.000 của nghị viên Nam Quang Nguyễn nữa. Không, chúng ta không còn thiếu 1.000 của nghị viên Nam Quang Nguyễn thưa anh. Chúng ta sẽ đi tới đó. Thì hồi sáng nay thì chúng ta có được lời hứa ngay ở trên cái livestream của anh Chu Quốc Huy N10 TV, là anh hứa là anh sẽ đóng góp không những 1.000 mà là 2.500 thưa anh. Whoa. Anh Chu Quốc Huy hứa là sẽ đóng góp vô cái dự án này là 2.500. Và sau đó anh Chu Quốc Huy có quay qua hỏi là ông nghị viên Nam Quang có đóng góp gì không? Thì ông nghị viên Nam Quang mới trả lời là ok, nếu mà Chu Quốc Huy đóng 2.500 thì Nam Quang sẽ mát thôi. Nam Quang sẽ đóng 2.500. Dữ lên ta. Dạ, Nam Quang sẽ ủng hộ 2.500 vô trong cái dự án rất là ý nghĩa, dự án lịch sử này thưa anh. Thì coi như là sơ sơ là chúng ta có 6.000 của anh Ngô Đình Lượng, anh Ngô Tấn Kiệt, luật sư Đàm Đắc Vinh,
luật sư Nguyễn Quốc Lân và 5.000 của Nam Quang và anh Chiêu Quốc Huy, thì chúng ta có 11.000 rồi. Bây giờ anh cộng cái 11.000 đó. Nam Quang thế à, luật sư gì, luật sư Đàm gì cho anh ghi lại. Luật sư Đàm Đắc Vinh. À, luật sư Đàm Đắc Vinh, ok. Đàm Đắc Vinh là 1.000 nữa. Rồi anh Lượng là bao nhiêu? Anh Lượng là 1.000. Anh là cái gì Lượng? Ngô Đình Lượng. Ngô Đình Lượng. Ok. Rồi. Mà những con số lớn như là quá ngon luôn á. Trương Quốc Huy là 2.500. Nam Quang ơi. Good home. Rồi. Rồi còn charter của Nam Quang với Tiến Dũng ủng hộ đó trong cái đó. Hiện giờ thì charter của Nam Quang với Tiến Dũng mình chưa thấy, Nam Quang chưa thấy ai có động tĩnh gì hết. Thì Nam Quang cũng một lần nữa thưa quý vị, đây là một cái dự án rất là có ý nghĩa của cộng đồng của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta thưa quý vị. Thành ra Nam Quang kêu gọi mọi người góp một tay chút. Thật sự ra thì chúng tôi đã có đủ cái khoản tiền để mà xây dựng cái trụ cờ rồi. Giống như Nam Quang nãy giờ nè, Nam Quang và anh Huy Đức đó là trình bày cùng quý vị đó, là chúng ta đã có đủ cái khoản tiền đó và còn dư ra một chút xíu. Thì bây giờ là cái cơ hội để cho mỗi người chúng ta góp một phần nhỏ để sau này chúng ta còn có được nói với lại con cháu là ô hồi đó ba má hay là ông bà gì đó cũng có đóng góp vô để xây cái trụ cờ Phước Lộc Thọ, ở ngay Phước Lộc Thọ mà tụi con bây giờ đang nhìn thấy đó. Thì giống như Nam Quang nói thưa quý vị có thể gửi check về cái địa chỉ là 220 Hospital Circle, Westminster, California 92683 mà Nam Quang để ở phía trên màn hình đó thưa quý vị. Quý vị có thể ủng hộ 5 đô, 10 đô, 20 đô không quan trọng nha quý vị nha, để mình cảm thấy là mình có đóng góp vô trong cái dự án ý nghĩa này. Chứ còn chúng ta không có cần phải là đóng góp 50 hay 100 đâu, tùy hỷ nha quý vị. Mỗi người đóng góp được phần nào thì hai phần đó. Thì hôm qua không biết là phía bên anh Nguyễn Tiến Dũng như thế nào, nhưng mà anh Nguyễn Tiến Dũng đó, anh có một cái biệt tài là anh kêu gọi charter của anh rất là hay. Nam Quang không có dám, Nam Quang không dám kêu gọi charter của anh Dũng, thưa anh ơi Đức. Anh Nguyễn Tiến Dũng mà anh Nguyễn Tiến Dũng là anh hay anh kêu gọi charter của anh ủng hộ cho những cái chương trình, những cái quỹ mà giúp đỡ cho người nghèo ở Việt Nam á, thì mọi người ủng hộ nhiệt tình lắm. Nên Nam Quang nghĩ là cái dự án này nó cũng là một trong những dự án ý nghĩa cho cộng đồng và cho con cháu của chúng ta sau này có thể là tự hào thưa quý vị, tự hào về những gì mà chúng ta đã làm. Thành ra mỗi người một tay góp một chút xíu vô để cho nó có ý nghĩa thôi. Thì đó là những cái tin vui mà Nam Quang muốn gửi đến Huy Đức trong cái talk show kỳ này. Thưa anh có ý nghĩa với ý kiến gì nữa không? Rồi, quá quá hay, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Thank you. Phải nói rằng đó là như vậy, đó là tối nay là ngủ yên rồi đó, chứ tối hôm kia cũng vẫn cứ trằn trọc hoài, không biết là mình có kêu gọi được hay không, hay là anh em phải bỏ tiền túi, đã bỏ công ra vận động phát để anh Charlie bỏ tiền túi ra là cũng tội nghiệp cho ảnh. Mà bây giờ đó là nghe tin vui của Nam Quang cho biết như vậy là quá tuyệt vời rồi. Thì bây giờ còn cái số tiền mua cờ với là cái tiền để mà làm một cái buổi khánh thành giống như vậy, thì mình vẫn cứ tiếp tục kêu gọi quý bà quý anh chị em 5 đồng, 20, 100 gì cũng được, tùy cái tấm lòng hảo tâm của mình. Nam Quang nghĩ là sắp tới Nam Quang cũng sẽ nhờ anh Phiêu Đồng để phổ biến cái tin vui này cho cộng đồng của chúng ta, và thêm càng nhiều YouTuber phổ biến cái tin tức này càng tốt anh. Thì
Thì đó thưa quý vị, chúng tôi không có nhận tiền nha, giống như anh Huy Đức với lại Nam Quang luôn luôn nói với lại quý vị rất là rõ ràng, chúng tôi không có nhận tiền, mà quý vị có thể gửi check trực tiếp đến Hội Cao Niên Á Mỹ, và cái địa chỉ nó nằm ở trên ở phía dưới cái banner mà Nam Quang để đó thưa quý vị. Nam Quang rất là rõ ràng về tiền bạc. Quý vị gửi tiền trực tiếp đến Hội Cao Niên Á Mỹ là cái hội mà họ sẽ nhận cái tiền này và họ thiết kế hết cái vụ mà xây cờ đó, xây cái trụ cờ và tổ chức những cái sự kiện nào liên quan đến cái việc xây trụ cờ nha quý vị nha. Hội Cao Niên Á Mỹ, số địa chỉ là 220 đó là 220 Hospital Circle, Westminster, California 92683 thưa quý vị. 220 Hospital Circle, Westminster, California 92683. Đó là những gì mà anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Hồi nãy Nam Quang có thấy là Vicky đi nói là cho em ủng hộ 100. Thì Vicky ơi, Vicky có thể là ghi một cái check nha để gửi đến Hội Cao Niên Á Mỹ. Hội Cao Niên Á Mỹ và cái địa chỉ là nó nằm ở phía dưới cái màn hình đó. Quý vị, cảm ơn Vicky đi rất là nhiều. Thì thưa quý vị không có cần phải đóng 100, 200, 300 gì hết á, 50 đô nó vui. Nó cho thấy là mình có đóng góp, cho thấy là mình có quan tâm đến cái sự phát triển của cộng đồng, cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam của chúng ta thưa quý vị. Trở lại bên Huy Đức. Rồi, cảm ơn Nam Quang rất là nhiều. Không biết rằng là Nam Quang còn câu hỏi gì không, hoặc là Peter còn cái câu hỏi gì không ạ? Tại vì chắc phải xin chào tạm biệt, đi đón bạn xóm. Đúng về. Rồi, đi đón bạn xóm, đi dành cho rất là nhanh nha anh Huy Đức nha, để Nam Quang coi có những cái người, có những cái câu hỏi mà nó không có liên quan đến cái sự kiện mà chúng tôi nói ngày hôm nay của anh Long Võ, hỏi những cái câu rất là linh tinh thì chúng tôi sẽ xin mời anh đi ra ngoài chơi. Chỉ có những người cà khịa thôi, suốt ngày cà khịa, không có xây dựng gì hết mà cứ suốt ngày cà khịa thì cho đi ra ngoài chơi. Cảm ơn anh Trần Vĩnh Hiếu và anh Nam Kha Phạm đã giúp quét rác, dọn dẹp rác nha, để Nam Quang coi một số những cái câu hỏi nào mà để cho anh Huy Đức có cơ hội để trả lời. Ok, anh Trần Vĩnh Hiếu có hỏi anh Huy Đức một cái câu này là anh Huy Đức có vai trò gì trong cuộc diễn hành năm 2024 này? Dự định làm gì khi Ngô Kỷ tham dự với cờ đỏ sao vàng theo hướng bất bạo động? Ok, rồi xin được cái trả lời đó là Ngô Kỷ tham gia giống như là một unit bình thường ghi danh ở trong cái công ty truyền thông, tức là Vietnam New Network mà Quỹ Đức đã register với chính phủ của thành phố tiểu bang Washington. Vận động anh chị em ở những quốc gia ngoài nước Mỹ về tham dự, cũng giống như những anh chị em ở những tiểu bang trong nước Mỹ về tham dự ở tại California. Cho nên Quỹ Đức không nằm ở trong ban tổ chức, mà chỉ là một unit ghi danh để đi diễn hành mà thôi. Đó là câu trả lời phần đầu. Phần thứ hai, Ngô Kỷ không thể nào dám mang cái lá cờ đỏ sao vàng để đi ra ngoài cái khu vực diễn hành. Bởi vì sao? Thứ nhất là có cái luật của thành phố Westminster, và trong cái buổi lễ Tết này, trong ban tổ chức họ đưa ra là cấm mọi hình thức trưng bày, treo hoặc là mang mặt lá cờ của cộng sản, đó là màu đỏ và màu sắc vàng. Vì vậy cho nên khi, đừng nói rằng bạo động hay là bất bạo động, khi mà mình phạm luật, dù cho mình là bất bạo động, mình không làm gì hết, mình chỉ cầm cây cờ đỏ, tôi bất bạo động, tôi đâu có bạo động gì. Nhưng mà các bạn quên mất một điều là thành phố Westminster dưới thời anh Tạ Đức Trí, họ đã có cái luật là cấm trưng bày, treo hoặc là mang mặt cái cờ đỏ của cờ của cộng sản. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Không đợi cho tới Huy Đức phải làm việc hay là không đợi cho Huy Đức phải làm gì cả, cảnh sát họ sẽ làm trước tiên, họ sẽ thấy cái action. Đó là đơn giản. Còn cái vấn đề thứ hai, nếu như Ngô Kỷ đó mà thách thức, cái câu Ngô Kỷ thách đó là tổ
mua ngó cận sẵn tụi bay lòm gì tô như thế này thế kia thì sẽ hẹn với Huy Đức ở một cái chỗ nào khác. Huy Ngô Kỷ cứ hẹn Huy Đức sẽ show up liền, sẽ có mặt liền. Cái vấn đề làm cái gì chuyện đó sau này rồi sẽ biết thôi, chứ còn bây giờ đâu làm gì đâu. Có thể là Huy Đức gặp Ngô Kỷ mang cộng sản quỳ xuống bại nó cái sao, cái đó mình không thể nói trước được, tại vì nói ra đó là hăm dọa, đó là cái game, câu hỏi gài game. Tức là khi mà bây giờ mình nói mình làm cái gì, họ sẽ thâu lại và đó là cái bằng chứng khi ra tòa, bạn hăm dọa người ta. Còn cái vấn đề action, gặp nhau đi rồi biết, có thể là tôi sẽ tới ôm Minh Ngô Kỷ, cắn anh miếng, có một du đẹp trai quá hay là cái gì đó, I don't know, tôi không thể trả lời bây giờ được. Ok, trả lời bây giờ là tôi rơi vào cái game của các bạn. Rồi còn câu hỏi gì nữa không Nam Quang? Rồi, rất là cảm ơn Huy Đức. Hiện giờ thì Nam Quang nghĩ chắc cũng không có cái câu hỏi gì đâu, nhưng mà Nam Quang muốn ép thêm vô cái câu trả lời của anh Huy Đức dành cho anh Trần Vĩnh Hiếu đó. Thì đúng vậy thưa anh, cái câu của anh Trần Vĩnh Hiếu cũng rất là hay, là tại nó có cái vế gọi là bất bạo động đó. Và giống như là anh nói là ông kia ông mặc áo cờ đỏ sao vàng ra và ông không có gây hấn hay là gây bạo động gì hết, thì chúng ta có thể làm được cái gì ổng hay không? Thì Nam Quang cũng có thể trả lời cái câu hỏi của anh Trần Vĩnh Hiếu theo hai vế. Là cái vế thứ nhất là như thế này, là thành phố đã có luật cấm, và không phải là chỉ thành phố không, mà trong cái chương trình trong cái policy để mà tham gia diễn hành Tết đó, là không thể nào có bất cứ một nhân vật hay một tổ chức hội đoàn nào có mang cờ đỏ sao vàng mà đi ở trong diễn hành Tết được. Tại vì là tất cả những cái hành vi đó sẽ bị chặn đứng ngay từ đầu. Cho nên là Ngô Kỷ hoặc là bất cứ những cái hội đoàn nào mà có những cái ý đồ như vậy thì họ sẽ không có thực hiện được, thưa anh Huy Đức. Cái đó là một. Cái này mình cũng trả lời chung cho tất cả mọi người, trả lời cho anh Trần Vĩnh Hiếu riêng và trả lời chung cho mọi người đó. Và cái thứ hai thưa anh, mà Nam Quang nghĩ là chả bao giờ xảy ra, đó là mình phải xét về cái tính cách của Ngô Kỷ. Ngô Kỷ chỉ là một cái người mà đứng ở phía sau giật dây thôi. Ngô Kỷ không bao giờ có một cái gết, không bao giờ mà dám có thể làm những cái chuyện như vậy. Ngô Kỷ chỉ là một cái người mà núp sau màn hình, núp sau cái phone để mà Nam Quang nghĩ là để mà theo như cái lời của anh luật sư Nguyễn Quốc Lân là sủa đó thưa anh. Rất là lớn tiếng, thách thức này thách thức kia, nhưng mà khi mà bị người ta phản biện, khi mà bị người ta challenge lại, người ta thách thức lại á, thì không bao giờ dám đương đầu. Là tại vì Ngô Kỷ, cái bản chất của Ngô Kỷ là rất là hèn thưa anh. Thành ra bây giờ nếu như mà trên cái tuyên bố của Ngô Kỷ ở trên phố Bonsa TV là tụi bay đem áo quần cờ đỏ sao vàng tới để cho Ngô Kỷ mặc đó, thì cái miệng của Ngô Kỷ nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà có người nào mà đưa cái cờ đỏ sao vàng cho Ngô Kỷ để Ngô Kỷ mặc á, thì Ngô Kỷ chắc chắn là Ngô Kỷ không dám mặc, thưa anh. Thì đó chỉ là cái miệng của Ngô Kỷ sủa như vậy thôi. Nam Quang là cái người mà rất là buồn vì trong cái thời gian trước đây, Nam Quang đã có một cái thời gian mà associate với lại Ngô Kỷ. Mình không có nghĩ được là Ngô Kỷ đã trở thành một cái con người quá hèn hạ như vậy, thưa anh. Mình buồn lắm chứ. Nhưng mà làm sao có thể là mình quay lại cái bánh xe thời gian được, thưa anh. Nhưng mà cái đó là cái mà một trong những cái sai lầm của Nam Quang. Người ta nói là chọn bạn mà chơi, nhưng mà vào cái thời gian đó mình cũng không biết được là cái người đó vào cái lúc đó họ tốt, cái lúc đó họ chống cộng. Nhưng mà sau này mình thấy là những cái đó chỉ là những cái họ ngụy tạo thôi. Họ quá khéo léo để mà họ ngụy tạo, họ che mắt mình, họ che mắt cả cộng đồng trong 48 năm qua, tới bây giờ mình mới thấy được. Và còn có rất là nhiều người bị mê hoặc, không có thấy được cái chuyện đó. Thì Nam Quang nghĩ là từ từ họ sẽ thấy thôi, thưa anh. Họ sẽ thấy được là Ngô Kỷ chỉ có khoác cái áo cờ vàng, khoác cái khăn cờ vàng đó chỉ vì chính ông ta thôi, chứ chả có vì chính nghĩa gì cả. Chỉ vì chính ông ta thôi, chỉ vì cái ego của ông ta, cái self-esteem của ông ta, chứ không có vì bất cứ cái gì cả, thưa anh. Ông ta chỉ chăm chăm là người nào có lỗi gì là ông ta nhảy ra, ông ta đánh phá. Chứ còn thực chất ra ông ta không có vận động được bất cứ một cái luật gì mà nó có lợi cho
cho cộng đồng của Việt Nam của chúng ta ở đây hết thôi. Chỉ có là sủa thôi, sủa và sủa. Nó không biết là quý khán thính giả hoặc là Nam Quang có nhớ một cái người đã từng mang cái áo dài cờ đỏ sao vàng tới Westminster không? Đó là Hùng Cửu Long. Dạ. Nhớ không? Có anh. Nhớ cái vụ đó không? Dạ. Rồi bị người ta đó là tới người ta bút cho. Thì đó, cảnh sát Westminster có mặt và hốt anh ta đi liền. Dạ. Rồi xong rồi cảnh sát cầm trục xuất ngay tại, không những là đuổi ra khỏi thành phố Westminster mà trục xuất đi về Việt Nam liền ngay tại chỗ. Hốt đi ngay tại chỗ. Vì vậy cho nên nói Hùng Cửu Long là gọi là bất bạo động. Tôi chỉ mang có dài thôi. Nhưng mà các bạn vào cái khu vực mà người ta cấm mang, cấm treo, cấm trưng bày bất cứ cái hình thức gì, dưới hình thức gì mà hễ là màu đỏ, ngôi sao vàng, cờ của Cộng sản là quý vị bị liền. Bởi vì đó là cái luật rồi. Thành ra đó là cái mà đầu tiên Nam Quang để ý, đó là trong cái nhóm của Ngô Kỷ này nọ tung lên là ban tổ chức, hắn nói rất là rõ ràng gì ở trên đó là ban tổ chức là cho cờ đỏ sao vàng đi diễn hành bla bla bla. Để chi? Để người ta đừng có tham dự, để người ta không có tham gia. Yeah. Nhưng mà ngược lại khi mà Ngô Kỷ nói như vậy xong, người ta càng thấy là càng đi tham gia nữa, tự vì bị phản ứng ngược. Giống như có nhiều người nói là ồ bình thường mỗi năm diễn hành bình thường, nhưng năm nay tự nhiên nghe Ngô Kỷ nói có cờ cộng sản họ phải đi. Họ đi để coi đứa nào, thằng nào dám mang cờ cộng sản ra. Cuối cùng đó là kể như Ngô Kỷ đó là pro cho diễn hành, quảng cáo không cho diễn hành. Để bây giờ đó là 86 đơn vị, 86 unit, đó là chưa bao giờ mà được cái con số đông giống như vậy. Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ đó là nói là tôi sẽ mang cờ cộng sản ra. Đó là lọt gì tôi như thế này thế kia. Bây giờ đó là người ta còn đi đông hết. Có nhiều anh em live Huy Đức ở tại Cali, lần đầu tiên họ không có đi diễn hành. Khi nghe Huy Đức nói trên diễn đàn như vậy, anh em live nói Huy Đức ơi, bữa đó tôi ra đó, bữa đó tôi sẽ đi với anh đó, cho anh biết. Nói ok, cứ ra đi, không sao hết, anh em mình cứ ra đó. Họ quên mất một cái điều, họ thấu cái, họ nổ mà họ quên mất là với cái số lượng người cả trăm ngàn là những người tị nạn cộng sản ở đó, họ sẽ giận dữ như thế nào khi họ thấy một cái lá cờ cộng sản. Điều đó thưa quý vị, thưa anh em, những cái hậu quả không thể lường trước được. Đừng chơi ngu đó, đừng chơi ngu. Năm anh nhớ năm ngoái khi mà diễn hành ông phát bùi với Ngô Kỷ rồi, hay là cái nhóm đó là suối Đàm Vĩnh Hưng đó, là mang áo cờ đỏ sao vàng ra đó, rồi làm lung xung, tức là họ không có chịu làm. Mà nếu không có đứng ra làm thì mình hợp tác với ta, nhưng mà không thể mà làm cái gì là phá. Những cái sự việc mà mình thấy họ, mình không biết họ có phải là người Việt tị nạn cộng sản hay không, mình không biết có phải là người họ là người Việt Nam cộng hòa hay không, mình cũng không hiểu đó. Nhưng mà hễ ai làm cái gì là họ gây, họ phá, và họ còn xách động, họ còn khuyến khích cho những kẻ mà mang áo cờ cộng sản. Cái câu hỏi của Đức nó sao kỳ vậy đó, họ là ai vậy, tại sao họ không góp một bàn tay? Trong khi anh em ở châu Âu bay qua, anh em ở châu Úc bay qua, anh em ở New York, ở Maine đều cũng tập trung về Cali, mà họ ở ngay Cali mà họ không chịu tiếp một bàn tay, họ không chịu đi ra để mà làm việc, mà họ cứ là phá, là sao? Thật sự mình không hiểu, là nổi những cái con người đó luôn á, rất rất là tệ, phải nói một câu rất là tệ. Họ không phải là, hình như là họ là người Việt gốc cây, hay là người Việt gốc trâu, hay người Việt gốc cộng sản gì sao đó, chứ còn nếu mà nói mà người Việt quốc gia thì không bao giờ làm những cái điều đó, mà nó thật giống như vậy. Thì bây giờ nếu mà họ thách đố thì cứ làm đi, để coi thử chuyện gì xảy ra, cứ làm đi. Sơ trong cái nhóm của anh em Quy Đức đó, là có 7 anh em live ở, kể cả Quy Đức nữa là 7 người, là từ những tiểu bang khác bay về, chưa nói tới số anh em live ở tại Westminster, ở tại California. Những cái anh em chúng tôi đó, thực sự đó là những cái người là căm thù cộng sản tới tận từng tế bào của máu. Những đứa con lai chúng tôi bị hành hạ, bị cộng sản nó đối xử như thế nào, mà bây giờ mà nói mà là để mà dung hòa, hay là để nhìn thấy lá cờ cộng sản mà quay mặt đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Mình nói thẳng một câu giống như vậy. Dạ thôi, có gì đâu, trả lời đó. Tôi không nói là tôi sẽ làm cái gì bây giờ, tôi không biết. Nhưng mà có thể là tôi quỳ xuống, tôi lại Ngô Kỷ một lại là ăn cái gì em cúng cho đại ca đó, hoặc là ôm Ngô Kỷ, là cảm ơn Ngô Kỷ, hung Ngô Kỷ miếng cắn miếng, như là như thế nào đó, I don't know, tôi không thể nói trước được. Nhưng mà có một điều tôi khuyên, một cái điều đó giống như vậy, là bất cứ một cái gì cũng vậy, mình phải lượng được cái mức độ mà cái sự giận dữ của cộng đồng, của số đông.
đừng có ngu vậy thôi. Ừ. Rồi còn okay. Gì nữa năm quan? Dạ, chắc là hết rồi, nhưng mà đó, bây giờ để cho một số những cái quý vị khán giả nói là anh Ngô Kỷ là hồi xưa chắc anh không có như vậy đâu, nhưng bây giờ anh mới thay đổi. Nhưng mà thưa quý vị, cái vấn đề chính là chúng tôi muốn cho quý vị thấy những cái hình ảnh nó là như vậy, chứ chúng tôi không có là dựng chuyện lên như quý vị nha. Chúng tôi nói có sách mách có chứng. Thì bây giờ để quý vị để cho quý vị coi là anh Ngô Kỷ anh đã làm cái gì, anh đã nói những cái gì trong cái thời gian vừa qua nha quý vị nha. Mới ngày 27 tây tháng 1 thôi, để cho quý vị coi. Ok, đây là cái những gì mà anh Ngô Kỷ. Bây giờ tao nói nè, tao là cộng sản đó, để nào để đưa cái đảo sau vòng tao mặt cho mình coi. Ngô Kỷ sợ anh, đám cộng đồng không ngu, họ ăn rồi Ngô Kỷ tại sao gì. Tôi muốn nói tôi tốt cờ vòng, tôi nói sợ ai, tôi khóc nấu vòng tay lớn cầm khè, tôi nói tôi cộng sản đó. Bây giờ tôi cũng nói tôi cộng sản đó, thằng nào chấm tôi đi. Bây giờ tao nói nè, tao là cộng sản đó, để nào để đưa cái đảo sau vòng tao mặc cho mình coi. Ngô Kỷ sợ ai. Bây giờ tao nói nè, tao là cộng sản đó, để nào để đưa cái đảo sau vòng tao mặc cho mình coi. Ngô Kỷ sợ ai. Giá đám cộng đồng không ngu, họ ăn rồi Ngô Kỷ tại sao gì. Tôi muốn nói tôi tốt cờ vòng, tôi nói sợ ai, tôi khóc nấu vòng tay lớn cầm khè, tôi nói tôi cộng sản đó. Bây giờ tôi cũng nói tôi cộng sản đó, thằng nào chấm tôi đi. Bây giờ tao nói nè, tao là cộng sản đó, để nào để đưa cái đảo sau vòng tao mặc cho mình coi. Ok, chỉ như vậy thôi thưa quý vị. Không biết là anh đó, anh Huy Đức bữa nào đưa cờ đỏ sao vàng cho Ngô Kỷ mặc đi. Sao Ngô Kỷ dám mặc không? Đối với Nông Quang nghĩ là Ngô Kỷ chỉ cái miệng như vậy thôi. Ngô Kỷ lúc nào cái miệng mà ngồi sau cái camera là như vậy thôi, chứ còn không bao giờ dám làm cái gì hết. Nghe tiếng pháo mà cũng đã sợ rồi mà. Nghe tiếng pháo, chính mình đốt pháo, một pháo nổ một cái té bật ngửa. Kêu đốt pháo, không dám cầm cái ông quạt đó đốt pháo nữa. Đốt pháo mà còn sợ nữa thì thôi chứ làm được cái gì. Ngô Kỷ nữa, Nam Quang, chứ còn anh Huy Đức rành Ngô Kỷ lắm. Từ cái thời mà sinh hoạt trên bao thóp mà hay chửi cha Lý là cái thằng một Nguyễn Văn Lý đó, cái thằng Nguyễn Văn Lý nó còn nợ tôi một lời xin lỗi. Rồi đó là Him nói là Him đó là gửi tiền về cho cha Lý 60.000 đô la. Mẹ lên quạt cho nói, em Ngô Kỷ, ông ở nợ trên cái đài phát thanh quê hương của chị Đăng Trang Vinh Nguyên Khôi, ông lấy tích đâu có mày 60.000. Cái dồn vô cái anh nói, cái tiền này tôi kêu gọi, sao đâu ai có nghe lời anh, tôi chưa bao giờ nghe đài phát thanh mà anh kêu gọi đó. Nó tôi cộng đồng rồi á, cộng đồng bận quá không có đi gửi, kêu tôi đi gửi. Mẹ cộng đồng người ta có chủ tịch cộng đồng, phó chủ tịch cộng đồng, thư ký là thủ quỹ đồ này nọ, cần phải một cái thằng mà ở đó không mà đi ở mướn trên đài phát thanh quê hương mà đi gửi 60.000. Cái anh mới dồn him vô, cái em tức quá, cái em nói cho đủ má mày, cái thằng Quý Đức, tao nói cho mày biết, tao không những là gửi 60.000 mà tao còn gửi 200.000 đô la về cho cha Lý. Mẹ nó vừa nói xong 3 tuần sau là cha Lý bị bắt lần thứ hai bên Việt Nam liền, bị bắt lần thứ hai liền, vô tù lần thứ hai liền. Bởi vì mà nói Ngô Kỷ có nhiều người không biết thôi, chứ còn trời ơi, một cái thằng mà đi ăn cắp cái thùng rác để mà tắm thì thôi, chứ mình đừng nói cái gì thôi. Em xin lỗi, mình không biết bao nhiêu lần nữa, nói thẳng em chửi mình rồi gặp mình đâu có gì đâu. Làm xuống gặp mỗi lần cái xuống cũng kêu đi ăn, cũng cho tiền rồi này nọ. Oh sorry, xin lỗi Quý Đức nha, nói vậy thôi, đâu có tôi biết anh mà. Cuộc đời của anh là cuộc đời xin lỗi Quý Đức thôi, nhưng mà lần này Him hơi quá đáng, lần này Him đi quá xa. Khi mà Him nhận Him là cộng sản rồi, Him rồi á là chửi hết cả cộng đồng ngu, rồi thách thức rồi là làm gì tôi rồi này nọ, thì Him đi quá xa, nói thật là như vậy. Thật ra như vậy, thế này anh Huy Đức, thật ra như thế này, từ nãy giờ cũng có một số những bạn khán thính giả ở trong chat room á, có nói là không có tin là Ngô Kỷ là cộng sản hay là Việt Giang gì đó 48 năm qua, và nói là cũng không có đồng ý với Nam Quang như vậy. Thì thật sự ra như vậy, Nam Quang á, thưa quý vị, tất cả những gì mà mình thấy được thì mình nói như vậy thôi, còn mình không có nói là ông ta là Việt Giang hay gì cái đó, cái chuyện mà Việt Giang hay cộng sản gì đó để cho mọi người quyết định. Nam Quang chỉ trình chiếu cho quý vị thấy những cái gì mà ông ta nói thôi. Nam Quang chưa bao giờ nói ông ta là mình đâu có nói đâu, mình đâu nói đâu, chính Him là cái người nói mà. Đúng rồi. Tại sao Him nhận Him là cộng sản mà quý vị còn nói không tin là sao? Cái đó là từ cái ví dụ như
Cái đó là từ cái miệng của Ngô Kỷ nói thôi, chứ còn Nam Quang đâu có nói Ngô Kỷ là cộng sản đâu. Ổng làm gì ổng làm được cộng sản thưa quý vị? Mình không chọn ổng làm gì ổng làm được cộng sản. Mũ mình không có vu khống vậy đó. Chính Nam Quang chiếu cái video đó lên là từ ở trong Ngô Kỷ ngồi để cho thằng Lâm Đồng Trọc ở phố Bơ Sa TV phỏng vấn Ngô Kỷ. Ngô Kỷ thách thức cộng đồng, Ngô Kỷ nói tôi là cộng sản nên tôi bây giờ ôm gì tôi. Thế Ngô Kỷ nói như vậy trong khi Ngô Kỷ nhận mình là cộng sản thì quý vị ông chịu, thấy không? Rồi đó là người ta nói Nam Quang cộng sản thì ung vô chửi Nam Quang. Người ta nói Quy Đức cộng sản của quý vị ung vô chửi Nam Quang. Mà chúng tôi chưa bao giờ nhận mình là cộng sản cả, luôn luôn đương đầu đấu tranh với cộng sản. Dạ, cái thằng nó nhận mình là cộng sản thì quý vị đi bào chữa cho nó, đi binh vực cho nó là sao? Mình thấy cái đời nó nhiều khi nó không có phê, nhiều khi nó tức cười. Đó, có một cái nó mình thấy nó buồn cười là chỉ một cái câu phát biểu của Nam Quang thôi mà Ngô Kỷ là biến nó thành ra là Nam Quang là cái người là nó ông cho là Nam Quang, ông cho là Nam Quang là Việt Giang là cộng sản, là xong là cái người mà ủng hộ cho ca ngợi cái lá cờ máu. Chỉ có nó, mình thấy rất là buồn cười, một người rất là vô trách nhiệm trong chuyện đó, chỉ vì những cái anh, nói chung cái câu Nam Quang là không có để mình làm official, nó chỉ những gì là thù hằn cá nhân thôi mà cái xong rồi rồi gấp lửa bỏ tay người mà giống như là muốn giết chết Nam Quang vậy á. Một cái người mà bây giờ là cào mặt ăn vạ rồi nói là ồ tại sao hồi xưa anh em đối xử với nhau như bát nước đầy mà bây giờ Nam Quang đi phản ổng. Nam Quang có phản ổng gì đâu thưa quý vị, tất cả những cái gì mà ổng nói thì Nam Quang đưa ra cho quý vị coi như vậy thôi. Ổng rất là công khai, rất là công khai, ổng nói ở trên phố Bonsa TV, Nam Quang chỉ chiếu lại cho quý vị coi vậy thôi. Còn ổng là cái người mà Nam Quang là cái người mà luôn luôn vì cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn là cái người bảo vệ cái thành trì chống cộng ở đây, mà ổng lại ghê gớm đến độ là ổng cầm dao, ổng đâm Nam Quang mà đâm tới bời luôn. Ông Quang chả nói một lời nào về cái chuyện đó hết thưa quý vị. Thoải mái, tha hồ. Nhưng mà Ông Quang chỉ thấy là ông ok là ổng nói những cái gì thì Ông Quang đưa cho quý vị coi lại thôi. Dạ, yeah. Ổng lên trên Ngọc Hiền TV, Ngọc Hiền TV mới phỏng vấn ổng. Mà Ngọc Hiền TV chỉ hỏi một câu thôi. Chị Ngọc Hiền TV chỉ hỏi một câu là anh Ngô Kỷ ơi, tại sao anh lên những cái diễn đàn của Cộng sản, ví dụ như là Việt Vision gì đó, hay là Phố Bosa TV đó, thì anh không có dám đeo cái lá cờ vàng. Rồi background của anh là cờ vàng là anh tháo xuống hết. Mà anh Quang giống như một con cúng khi mà nói với một cái thằng BD Cộng sản đâu ở bên Hà Nội. Chính xác anh, chính xác. Y chang thằng, y chang ông Phát Bùi. Cái Việt Vision đó. Mà trong khi đó đó, những dân cử, những người đã từng cưu mang anh, những người ủng hộ anh như thế này thế kia, anh lại chửi cha họ, mắng mày họ đủ thứ. Ngọc Hiền nó chỉ đặt cái câu hỏi thôi, là ông đập phone, ông đập bàn, ông nói Ngọc Hiền là phản bội. Trời ơi, nó có hỏi câu hỏi, nó phỏng vấn ông. Thì khi mà mình chịu mời, mình cho người ta phỏng vấn mình chịu mời lên diễn đàn người ta, thì mình phải trả lời mọi câu hỏi. Cái người host đó họ đặt cái câu hỏi với mình, khi mà nó đặt cái câu hỏi giống như ông bị chọc chạm nọc vậy đó, ông nhảy tưng tưng lên rồi ông chửi con bé đó là tờ sao em phản bội, mà con mà bé Ngọc Hiền nó đâu có làm cái gì đâu, nó chỉ hỏi câu hỏi đó thôi mà ông chửi giống như là ông ban bố thí cuộc sống cho nó, rồi ông là gì, ông chửi con người ta tơi bời qua lá đó thôi. Cái kiểu đó là Nam Quang còn đỡ, Ngọc Hiền chỉ hỏi có một câu thôi mà còn bị chửi tới cái mức độ giống ê, mời ông vô đây tham gia nói chuyện chút xíu nhé. Tham gia tạo nghiệp phải không? Tham gia tạo nghiệp chứ, nãy giờ ông khinh thường Huy Đức quá. Đâu có khinh thường, tại vì cái luồng câu chuyện đó. Bây giờ chúng tôi cần anh kêu gọi khán thính giả của anh ủng hộ cho cái dự án ý nghĩa này. Ủa, tôi gửi rồi đó, ông không thấy hả? Tôi là cái gì, tôi lo cái này, tôi đâu có đọc cái gì đâu. Đại Ngô. Đại Ngô. Anh Đại Ngô hả? Anh Đại Ngô ủng hộ $100. Cảm ơn anh Đại Ngô.
Đó, thấy không? Ừ, ok. Tôi ngồi ngoài chứ mà tôi nhận tôi à, cảm ơn tôi, không? Tôi làm thủ quỹ mà. À vậy. Thế là bị chửi nữa cái vụ thủ quỹ này cho nghe. Cảm ơn. No no, ông đâu có ông đâu có kêu gọi ông gây quỹ gì đâu. Mà tôi muốn kêu gọi. À vậy. À, vậy. No, này cái này là gửi trực tiếp check về hội cao niên Á Mỹ thôi. Ông không có dính dáng gì vô đó. Ông đang gửi cái thẻ của bên hội cao niên ái thủ gì đó. Hội cao niên Á Mỹ gửi thẳng cái check về cho họ. Đúng rồi anh, mình nói mọi người gửi thẳng cái check về cho họ thôi. Cho nó cho nó rõ ràng. Mà một trong những cái chuyện mà Nam Quang ở nước ngoài đó, Nam Quang ở nước ngoài đó họ gửi check cho Mỹ không được, cho nên họ trả qua PayPal cho mình thì mình nếu như mà ở nước ngoài, nếu như ở nước ngoài mà không có khả năng để mà gửi check đó, thưa quý vị, thì thôi chúng tôi cũng có thể chúng tôi nhận để mà chúng tôi chuyển qua phía bên hội cao niên Á Mỹ, thưa quý vị. Bởi vì anh em bên châu Âu cũng đóng góp rồi, giống như Đức ở Melbourne, ở Úc Châu cũng đóng góp, đâu có thể mà gửi check được cái check bên đó bên đâu đâu, anh bên này đâu xài được. Và anh em gửi PayPal rồi mình tôi gửi chăm được không vậy? Ông gửi chăm được nhưng mà ít quá. Tôi còn phải lo tiền để về kiện cái đám hai cái đứa rồi, kia rồi, bên tôi kia biết rồi, tôi biết đúng không quý vị? Thấy gửi 150 đi. Okay, rồi cảm ơn ông. Gửi 100 nhưng mà nó đều rồi, rồi tôi đâu có giàu bằng ông được tới 2000 mấy gì. Tôi cảm ơn ông, tôi cảm ơn. Hẹn gặp lại tuần sau, hẹn gặp lại tuần sau là ngày mùng 8 là Vi Đức có mặt ở Cali rồi. Nhớ vui nha. Ngự bình Vlan. Rồi ok. Ok, rồi, thank you, cảm ơn Quang đã dành chút thời gian cho Nữ Đức lên diễn đàn của hai vị. Và cảm ơn tất cả quý vị chatter đã ủng hộ trong cái chương trình vận động gây quỹ cho cột cờ ở tại trung tâm Phước Lập Thọ. Kính chúc quý ông bà, quý anh chị em, những người nào ban ngày, chúc quý vị một ngày bằng an. Và quý ông bà, quý anh chị em một đêm thật là hạnh phúc. Thuộc bài, thuộc bài. Cái này là máy nói hay là sao vậy? Cái này đang ghi âm đó đúng không? Đâu có đâu. Mấy chục năm nay nói đến cho nó quen cái gì đó. Ok, bye Tiến Dũng ơi, bye. Dạ, rồi, cảm ơn anh Huy Đức rất là nhiều. Cảm ơn Huy Đức rất là nhiều. Thì đó là những cái thông số mà Nam Quang muốn gửi anh tới anh Huy Đức. Rồi sau này nếu như mà có thêm những cái đóng góp nào mà Nam Quang biết được thì Nam Quang cũng sẽ gửi đến Huy Đức để mà kết sổ, thưa quý vị. Cảm ơn Đại Ngô.